Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tín tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh, cầu sanh cực lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Liên Hải. Biên tập Bình Minh. Thời gian ngày 17 tháng 2 năm 2011. Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Tập 287. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 344. Trang 344, hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Bắt đầu xem từ câu cuối cùng. Chuẩn nghĩa tịch ý, tắc bất ư tâm ngoại thủ pháp, dù nhất pháp đương tình giả, danh di thiểu dục. Ý nghĩa của Đại sư Nghĩa Tịch thiểu dục tri túc, đây là pháp thân Bồ Tát siêu diệt thập pháp giới. Cách nói này ý nghĩa sâu, mà cảnh giới cũng cao. Phàm phu nhĩ thừa quyền giáo Bồ Tát cũng chính là Phật Bồ Tát trong thập pháp giới đều không đạt được trình độ này. Bất ư tâm ngoại thủ pháp, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Vô nhất pháp đương tình, nghĩa là nói không bị tất cả pháp làm cho khởi tâm động niệm. Đây chính là pháp thân Bồ Tát. Dùng tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm để xem, thấp nhất cũng là Sơ Trụ Bồ Tát, Viên Giáo Sơ Trụ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói là phá nhất phẩm vô minh, chứng nhất phần pháp thân. Đây là thiểu dục tri túc. Năm xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta. Trước đây chúng tôi nhắc đến rồi, Thế Tôn 40 năm rời khỏi gia đình, 79 tuổi viên tịch, dưới song thọ, thị hiện cho chúng ta về thiểu dục. Đích thực là không có một pháp nào làm dao động. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều buông bỏ hết. Trong tất cả pháp, cái gì gọi là vô hữu nhất pháp đương tình? Không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là bất đương tịnh. Khởi tâm động niệm là đã động tâm. Đương tình rồi, phần ít. Tuy động tình rồi, nhưng vẫn chưa tạo nghiệp. Đây là trong quậy thật báo 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu như còn có phân biệt, đó chính là cõi phương tiện. Cõi phương tiện chính là tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới. Họ có tạo tác. Họ có dục cầu. Nếu như còn có chấp trước, tình chấp rất sâu. Đây là lục đạo. Lục đạo chúng sanh nhiều dục. Dục vọng phát triển đến không có điểm dừng. Quả báo đó ở tại Tam Độ, chắc chắn tại A Tỳ Địa Ngục. Tội A Tỳ Địa Ngục chịu xong rồi, đến cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Không biết phải đến lúc nào mới được lại thân người. Được lại thân người thật đáng thương. Mang theo tập khí của ác đạo, họ rất dễ bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Mê hoặc lại tạo nghiệp. Tạo nghiệp lại đọa Tam Độ. Trong kinh Địa Tạng nói rất hay. Bồ Tát Địa Tạng khó khăn lắm mới hướng dẫn được những chúng sanh trong đường ác. Họ nghe hiểu rồi sám hối, đến cõi người rồi. Chưa được bao lâu họ lại trở lại. Những quỷ vương trong địa ngục nhìn thấy hỏi: ngươi làm sao lại đến nữa rồi? Chúng ta bình tĩnh quan sát, thể hội được sự việc này. Đây là thật, không phải giả. Nhân gian Tam Độ biết bao nhiêu lần giống như đánh giằng co vậy. Để đến đi đi, mỗi lần giảm nhẹ một chút, mỗi lần giảm nhẹ một chút. Đến nhân gian, gặp được Thánh giáo, sanh tâm hoan hỷ. Thật sự quay đầu. Từ chỗ này chúng ta liền hiểu được một sự thật. Gặp được pháp môn Tịnh Tông không dễ dàng. Gặp được rồi thật tin thật nguyện, một đời này được giảng sanh. Sự việc này rất khó, rất khó. Trong kinh Di Đà nói: không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. Câu nói này không dễ dàng. Trong một đời này, họ đem thế duyên, pháp duyên đều buông bỏ hết, mới có thể giảng sanh. Nếu như không buông bỏ, còn có tham luyến, thậm chí còn có tập khí tham luyến, Tham luyến có thể buông bỏ, tập khí khó đoạn. Tập khí này nếu như không có cơ sở kinh giáo, không có trí tuệ thật sự để nhận biết, rất dễ đọa lạc. Đặc biệt ngày nay, trong thời đại này, vật chất mê hoặc, thọ tưởng hành mê hoặc, tập khí A Lại Gia, yêu ma quỷ quái mê hoặc, Ma Dương 3 tuần nói với tôi, truyền hình, mạng internet là đạo tràng của ông ấy. Tôi trước đây chưa từng nghĩ đến. Những thứ này mê hoặc người biết bao, dẫn dắt con người đi làm việc ác. Mê hoặc quý vị, mãn túc danh văn lợi dưỡng của quý vị, mãn túc ngũ dục lục trần của quý vị. Trên thực tế vĩnh viễn không có ngày mãn túc đó. Sự việc rất đáng sợ. Cho nên phải luôn luôn nghĩ đến. Thực sự mỗi ngày lúc thời khóa tối nên phản tỉnh. Thời khóa sáng tối, đây là năm xưa thời thời khắc khắc nhắc nhở mọi người. Thời khóa sáng là phát nguyện. Bổn khóa tụng của Tịnh Tông chúng ta, thời khóa sáng là đọc 48 nguyện. Đọc 48 nguyện, phải nguyện mình giống như Phật A Di Đà vậy. Dùng tâm chân thành phát 48 nguyện độ chúng sanh. Thời khóa chiều dùng phẩm thứ 32 đến phẩm thứ 37. Nội dung đoạn kinh văn này là ngũ giới thập thiện. Đối chiếu kinh văn để kiểm điểm, hôm nay ta có phạm lỗi lầm gì không? Phật dạy ta, ta có làm được không? Vì Phật khuyên nhủ ta không thể làm, ta có tuân thủ hay không? Thời khóa sáng chiều này làm mới thật có công đức. Không phải đem kinh văn đọc một lần cho Phật Bồ Tát nghe. Phật Bồ Tát không cần nghe những thứ của quý vị. Quý vị thật làm. Trước mặt Phật Bồ Tát sám hối, cầu Phật Bồ Tát làm chứng cho quý vị. Điều này Phật Bồ Tát hoan hỷ. Luôn ghi nhớ. Vì tất cả chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ, chính là thực sự vì tốt cho bản thân mình. Xen tạp tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, đó chính là tàn hại chính mình. Đại sư Quán Đảnh trong kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Viên Thông chương sớ sao, quý vị đều nhìn thấy. Ngày xưa cũng giảng qua mấy lần rồi. Quý vị xem cuối cùng Ngài nói, người niệm Phật có 100 loại quả báo. Mấy điều đầu tiên là nói về 3 đường ác. Điều thứ nhất chính là đọa A Tỳ địa ngục. Vì sao niệm Phật niệm đến A Tỳ địa ngục? Ngài đã nói rất rõ ràng. Vì ngũ dục mà niệm Phật, đọa A Tỳ địa ngục. Ngày nay chúng ta phải chăng cũng vì ngũ dục? Ngũ dục là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thùy. Quý vị xem trong Kinh Đại Thừa giảng biết bao nhiêu lần tai sắc danh thực thùy là 5 dây rễ của địa ngục. Có 1 dây đã kéo quý vị đã phải đến địa ngục rồi. 5 dây đều đầy đủ, vậy quý vị không nguy rồi sao? Quý vị không đến A Tỳ địa ngục thì ai đến A Tỳ địa ngục? Phải nghiêm túc phản tỉnh. Ta không làm nhưng có ý niệm này hay không? Có ý niệm này thì không được rồi, quý vị đang tạo nghiệp. Có ý niệm là ý nghiệp. Trong miệng nói cho người khác nghe, đó là tạo khẩu nghiệp. Lại có hành động, vậy là quý vị thân khẩu ý 3 nghiệp đều có rồi. Xã hội hiện nay cạnh tranh dường như là việc bình thường. Sai rồi. Cạnh tranh đến tam đồ mất. Nhân thiên ta không có phần. Quý vị hà tất đi làm việc đó. Vì sao không cạnh tranh về đạo nghiệp? Vì sao không cạnh tranh vô thượng chánh đẳng, chánh giác? Đây là chính diện. Chính diện đó là bổn phận của quý vị. Xen tạp những ý niệm cạnh tranh này đối với quý vị có tổn thương. Không cạnh tranh, quý vị sớm thành Phật. Tâm cạnh tranh, thời gian thành Phật của quý vị có thể bị thụt lùi. Bởi vì quý vị vẫn còn những tập khí phiền não này. Tri túc thì nói càng viên mãn hơn, thể lộ chân thường. Câu nói này nghĩa là gì? Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói minh tâm kiến tánh, chính là ý này vậy. Cùng một ý nghĩa với minh tâm kiến tánh. Thể là tánh thể, chân thường lộ ra rồi. Chân thường nếu như không lộ ra, Huệ Năng Đại Sư 5 câu nói kia làm sao mà nói ra được? Ngài nói đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Thanh tịnh là bình thường, vốn không sanh diệt. Không sanh diệt là bình thường, vốn tự đầy đủ là bình thường, vốn không dao động là bình thường, năng sanh vạn pháp cũng là bình thường. Chân là không phải giả, thường là vĩnh hằng bất biến. Tịch diệt di lạc. Lạc này không phải là lạc của hỷ lạc, không phải là lạc của khổ lạc. Khổ lạc là tương đối, có khổ, có lạc. Lạc này không có tương đối, bởi vì nó là chân thường. Tịch diệt là gì? Triệt để buông bỏ. Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước đều buông bỏ hết. Khổ nhân, khổ quả đều không có nữa. Đây gọi là lạc. Khổ nhân khổ quả này nói đến thập pháp giới. Vậy chúng ta biết tịch diệt lạc ở tầng nào? Ở cõi thật báo trang nghiêm, thế giới này của chúng ta là cõi phàm thánh đồng cư, không có. Cõi phương tiện hữu dư của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật Như Lai cũng không có. Cõi phương tiện hữu dư và tứ thánh pháp giới. Bởi vì trong tứ thánh pháp giới họ chưa phá được vô minh, tức cũng là nói khởi tâm động niệm chưa buông bỏ, cho nên lạc này họ không có. Khởi tâm động niệm buông bỏ rồi, không khởi tâm không động niệm, họ liền siêu diệt thập pháp giới, tức là sơ trụ Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Tịch diệt lạc họ chứng được, họ có được rồi. Như như bất động, tánh như kỳ tướng, tướng như kỳ tánh, sự như lý, lý như sự. Tánh tướng bất nhị, lý sự nhất như. Đây gọi là tri túc. Ngay cả niệm tri túc cũng không còn nữa. Tri túc, không tri túc, ý niệm này đều không có nữa. Câu thiểu dục tri túc này, quý vị xem có đủ diệu ý, chứng minh thâm ngữ trong kinh Phật. Quý vị xem bất kế chúng khổ thiểu dục tri túc, có thể nói cạn, có thể nói sâu. Nói cạn cảnh giới thế gian của chúng ta, nói sâu là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Ý nghĩa này sâu sắc. Có sâu sắc hơn nữa không? Có. Càng sâu hơn có thể nói đến là cảnh giới của diệu giác Như Lai quả dị. Nói cách khác, bất kỳ chúng khổ thiểu dục tri túc, từ sơ phát tâm đến Như Lai địa, chúng ta không hiểu thì không được. Không hiểu quý vị không thể nào tu học được, quý vị không thể nào nâng cao cảnh giới của bản thân mình được. Chúng ta hồi tâm lại, dùng hai câu này để quan sát thế gian. Hiện nay xã hội này, xã hội trên toàn thế giới, có người cư dân trên trái đất này, chúng ta không nói những loài khác, chỉ nói cõi người thôi. Đối với sự hưởng thụ của bản thân, phải chăng đang so đo từng chút, lo được lo mất, hoàn toàn tương phản với hai câu nói này. Họ muốn nhiều không biết đủ. Vậy phải làm sao? Tài nguyên vật chất có hạn, Tâm niệm của quý vị càng không tốt, tài nguyên càng thiếu thốn. Vì sao vậy? Tất cả tài nguyên cũng là từ tâm tưởng sanh. Tâm hành chúng ta bất thiện, tất cả tài nguyên tốt đẹp sẽ không còn nữa. Sự việc này những đồng học trẻ tuổi không biết. Tuổi tác như tôi đây thì vô cùng rõ ràng. Lúc tôi còn nhỏ, trước năm 20 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ. Chúng tôi ăn tạp lương ngũ cốc, nó thật sự có hương vị. Ăn là rau xanh rất tươi. Hiện nay mùi vị đều không còn. Lúc còn nhỏ, khoảng chừng 1-2 cây nấm hương, mùi vị đó mấy cái phòng này đều ngửi thấy. Thơm như vậy, ngon như vậy. Hiện nay không có mùi vị nữa. Ngửi không thấy mùi vị, ăn vào miệng cũng không phải mùi vị nữa. Mùi vị nó đi đâu rồi? Không có nữa. Vì sao sự việc này tôi đã từng hỏi Phương Sư Mẫu, phu nhân của Phương Đông Mỹ Tiên Sinh. Lúc đó thầy Phương qua đời rồi, tôi thường đến thăm bà. Biếu một chút đồ cúng dường bà. Sư Mẫu đối với tôi rất tốt. Một hôm tôi đột nhiên nhắc đến vấn đề này. Tôi nói, Sư Mẫu, bà hồi ức một chút xem. Ngày xưa quý vị ăn thịt, và hiện nay ăn thịt gà, thịt heo, mùi vị có giống nhau không? Tôi nói tôi xuất gia rồi, rất nhiều năm không ăn nữa. Trước khi chưa xuất gia, lúc tôi học Phật, tôi cũng đã chọn cách ăn chay rồi. Tôi nói, mùi vị giống nhau hay không? Bà ấy nghĩ 5 phút rồi nói với tôi, không giống nhau. Mùi vị trước đây không còn nữa. Điều này cho chúng ta một gợi ý. Khoa học vật chất ngày ngày đang tiến bộ. Những mùi vị tinh hoa trong ẩm thực của chúng ta đều mất hết rồi. Hoàn toàn không tiến bộ giống như khoa học. Không còn nữa. Hiện nay đề xướng sản xuất cơ giới hóa, còn muốn thay đổi gen của nó. Không những mùi vị tinh hoa không còn, e rằng trong đó còn có độc tính nữa. Vì sao vậy? Ăn rồi sinh ra những căn bệnh kỳ lạ. Cổ nhân nói bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh từ đâu mà có? Từ ăn uống mà có. Tôi lúc đó cũng khuyên Phương Sư Mẫu cố gắng chọn cách ăn chay. Ăn chay mạnh khỏe. Nhưng hiện nay ăn chay không thể sánh với 40 năm trước nữa. 40 năm trước thức ăn chay thật sự tốt. Hiện tại ăn uống mùi vị là gì cũng không có nữa. Nguyên nhân là do đâu? Thổ nhưỡng bị độc hại rồi. Lâu năm dùng những thuốc trừ sâu, phân bón, thổ nhưỡng có độc rồi. Nó mọc ra những thứ có thể ăn ngon được sao? Không dùng phân bón, không dùng thuốc trừ sâu, những thứ mọc ra mùi vị cũng thay đổi. không giống trước đây nữa. Căn nguyên này chúng ta biết, nhân tâm thay đổi rồi. Thiên địa vạn vật, Phật nói rất hay, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm của chúng ta không tốt, không thiện, đoàn thể này chúng ta phải chăng dùng tâm chân thành để đối đãi với mọi người? Xem mỗi một người cũng giống như anh chị em ruột thịt vậy. Hiện nay anh chị em ruột thịt cũng không đoàn kết, anh chị em ngày ngày đều đánh nhau. Vậy giống anh chị em ruột thịt cũng không được. Tôn kính người khác giống như cha mẹ của mình vậy, đối với cha mẹ cũng bất hiếu. Những lời của cổ nhân hiện tại cũng không dùng được nữa. Vậy là vấn đề lớn lắm rồi. Đối với bản thân thì sao? Đối với bản thân cũng không tốt. Nói yêu người như bản thân, hiện tại cũng không yêu bản thân. Vậy làm sao mà có thể yêu người? Người biết yêu bản thân nhất định tô dưỡng đức hạnh của chính mình. Yêu bản thân, ngày ngày làm việc sát đạo dâm vọng, đó là hại bản thân, chứ không phải là yêu bản thân. Cho nên yêu người nhất định phải yêu bản thân trước. Bản thân không thể yêu bản thân, làm sao có thể yêu người khác? Cho nên xã hội ngày nay khó. Thật sự Phật Bồ Tát, Khổng Mạnh, những vị thánh nhân này có đến vậy, thì cũng cảm thấy khó khăn. Vậy thế nào? Chẳng có cách gì mà dạy nữa. Có người đến mức độ không thể nào dạy được nữa, Phật Bồ Tát có đến cũng vô dụng, thánh hiền đến thì cũng vô dụng. Lúc này chúng ta liền biết thiên tai sẽ hiện tiền, trời đất sụp đổ, toàn thể nhân loại bị hủy diệt, làm mới trở lại. Vậy là chúng ta hiểu được đại thiên tai kỳ này là khoa học kỹ thuật đem lại. Tai nạn chưa hiện tiền, có người chưa giác ngộ. Tai nạn hiện tiền rồi, hiểu được rồi. Khoa học kỹ thuật làm cho văn minh của thánh hiền bị hủy diệt. Sau đó làm cho nhân loại bị hủy diệt, làm cho trái đất bị hủy diệt. Được mấy người giác ngộ, mấy người thật sự hồi tâm. Người hồi tâm nhất định thật làm, đọc sách thánh hiền, y giáo phụng hành. Đây là gì? Đây là biểu hiện của yêu thương chính mình. Đây là biểu hiện của tự cứu tự độ. Cho nên phải giác ngộ mới được. Không giác ngộ là mê hoặc. Lúc mê hoặc, như hiện tại người ta thường nói, lý niệm cạnh tranh này họ không thể buông bỏ. Cạnh tranh tôi mới có thể sinh tồn. Nếu như không cạnh tranh thì ở trong thế gian này tôi không thể sinh tồn. Thời thế bắt buộc cạnh tranh với người. Ngày xưa tôi ở Hồng Kông, năm nọ đài truyền hình Á Châu đến phỏng vấn. Có một người là Hà Tiên Sinh. Ông ấy nêu ra câu hỏi với tôi. Ông ấy nói Trung Quốc từ xưa ngạn ngữ quá cũ, người không vì mình trời tru đất diệt. Ông nói câu này tôi nghĩ thế nào? Tôi nói câu này nói sai rồi. Ông ấy hỏi vì sao vậy? Tôi nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không vì bản thân, trời không tru Ngài, đất cũng không diệt Ngài. Ngày nay 2.500 năm sau, nhắc đến Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn rất nhiều người tôn kính Ngài. Khổng Tử, Mạnh Tử không vì bản thân, trời không tru họ, đất cũng không diệt họ. Sau đó tôi nói với ông ấy, tôi một đời này chưa từng lo nghĩ cho bản thân. Trời không tru tôi, đất cũng không diệt tôi. Câu nói này sai rồi. Câu nói này là ai nói? Là người tự tư tự lợi nói. Họ muốn tranh, họ muốn khống chế, họ muốn chiếm hữu. Dùng câu nói này làm y cứ lý luận cho họ. Trên thực tế, họ có thể khống chế được, họ có thể chiếm hữu được, vẫn là trong số mệnh của họ đã có. Trong số mệnh họ nếu như không có, tranh cũng không được. Có người ở thế gian một đời phú quý, cùng thông đều là số mệnh. Trong số mệnh không có mà có thể tranh được. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tranh rồi. Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đến tham gia hàng ngũ cạnh tranh rồi. Tranh không được. Đó là tranh không được. Tất cả đều không thể nào vượt ra khỏi quyết định của vận mệnh. Vậy là quân tử lạc đắc tác quân tử, tiểu nhân oan uổng tác tiểu nhân. Hà tất phải tranh. Đạo lý này phải hiểu, nhân tâm tự nhiên liền bình lại. Dục vọng ít, càng ít càng tốt. Tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Trí tuệ mới thực sự đem đến cho quý vị hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta nếu như sơ suất hai câu này, làm trái với hai câu này, đạo nghiệp của quý vị nhất định không thể thành tựu. Đây là điều kiện cơ bản để tu hành thành tựu. Quý vị không đầy đủ điều kiện này, quý vị sẽ không thể nào tu hành được. Tu hành phải bắt đầu từ đâu? Quý vị xem, trong Đệ Tử Quy có phải nói như vậy không? Cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, có tương ứng với hai câu nói này không? Tương ứng, đó là chánh pháp. Không tương ứng dưới đây thì đó là tà pháp. Đây là tiêu chuẩn của tà chánh. Chúng ta xem tiếp hai câu dưới đây. Chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh. Trước đây dạy cho chúng ta buông xuống, ở chỗ này dạy chúng ta nhấc lên. Buông xuống được, nhấc lên được. Chúng ta trong đời này chuyên cầu bạch pháp. Cầu để làm gì? Sau khi cầu được huệ lợi quần sanh, huệ là phụng hiến, dâng cho tất cả chúng sanh. Toàn tâm toàn lực phục vụ cho chúng sanh. Bạch pháp là pháp bạch tịnh, chỉ cho tất cả thiện pháp. Phật Bồ Tát nói ở trong kinh điển, đồng học Tịnh Tông chúng ta chọn lựa Tịnh Nghiệp Tam Phước là thiện pháp, Lục Hòa Kính là thiện pháp, Tam Học Lục Độ là thiện pháp, Phổ Hiền Thập Nguyện, Di Đà 48 nguyện là thiện pháp. Thiện pháp trong truyền thống xưa đều rất đơn giản. Ngũ luân là thiện pháp, nhân nghĩa lệ trí tín ngũ thường là thiện pháp, lễ nghĩa liêm sĩ tứ duy là thiện pháp, hiếu đệ trung tín nhân ái hòa bình bác đức là thiện pháp. Bạch pháp là tất cả thiện pháp. Dùng tâm chân thành cung kính để tu tất cả thiện pháp này. Đại Thừa Nghĩa Chương Thức quyển thứ 7 nói: thiện pháp tiên tịnh danh trì di bạch. Bạch này là ví dụ. Thiện pháp rõ ràng, thanh tịnh, không có nhiễm ô. Vĩnh viễn sẽ không bị biến hoại. Gọi nó là bạch. Bạch là lấy ý nghĩa này vậy. Cho nên ở trước nói bạch tịnh chi pháp. Kinh Vô Lượng Thọ bản ngụy dịch là thanh bạch chi pháp. Tịnh Ảnh Sớ viết trong chú giải nói: pháp sở hiện, xuất ly tà bản, gọi là thanh bạch. Nói rõ, pháp này là chánh pháp, không phải là tà pháp. Pháp này là thiện pháp, diễn ly quỷ bán. Đó gọi là thanh bạch. Gia Tường Sớ viết, đây cũng là chú giải kinh Vô Lượng Thọ, là vô lậu minh nên nói thanh bạch. Tiêu chuẩn này cao rồi. Vô lậu minh nghĩa là gì? Trong kinh này nói là trí tuệ chân thật. Lậu là đại danh từ của phiền não. Vô lậu là không có phiền não, không có kiến tư phiền não, không có trần sa phiền não, không có vô minh phiền não. Vậy là vô lậu minh. Đây là cảnh giới gì? Ba loại phiền não này đều không có nữa, là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Đương nhiên thanh bạch rồi. Phàm phu làm không được. Địa vị thấp nhất cũng là A-la-hán. Vì A-la-hán kiến tư phiền não đoạn rồi. Trần sa vô minh họ vẫn còn. Cũng có thể xưng là vô lậu. Họ siêu diệt lục đạo. Lục đạo là cảnh giới kiến tư phiền não biến hiện ra. Kiến tư phiền não vừa đoạn, lục đạo sẽ không còn nữa. Cho nên lục đạo là giả, không phải thật. Tứ thánh pháp giới là vô minh phiền não, trần sa phiền não biến hiện ra. Trần sa vô minh nếu như đoạn rồi, tứ thánh pháp giới liền không còn. Cho nên tiêu chuẩn này cao hơn tiêu chuẩn trước đây đã nói. Hội sơ nói Pháp Đại Thừa gọi là thanh bạch. Đại Thừa ở trên Tiểu Thừa. Tiểu Thừa chỉ đoạn kiến tư phiền não, trần sa và vô minh phiền não chưa đoạn. Đại Thừa đều đoạn hết. Đại Thừa chính là Pháp Thân Bồ Tát, chư Phật Như Lai, mới gọi là thanh bạch. Hay. Ngày nay mục đích chúng ta truy cầu chính là Đại Thừa. Kinh Vô Lượng Thọ là Đại Thừa ở trong Đại Thừa. Thật sự có thể giúp đỡ chúng ta trong một đời này chứng đắc vô thượng bồ đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng ta phải chuyên cầu. Cầu được rồi, huệ lợi quần sanh. Huệ lợi, huệ là ban bố. Cung cung kính kính. Hành bố thí ba la mật. Chữ huệ này có nghĩa là cung kính. Là chân thành. Không phải là bản thân hưởng thụ. Phải giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Sau khi đại triệt đại ngộ, lập tức lìa triển khai dạy học. Đỗ ngộ với cội bồ đề, huệ thị chúng sanh 49 năm. Đêm thứ ngày đã ngộ, căn cứ theo trình độ khác nhau của chúng sanh, dùng phương tiện thiện xảo hướng dẫn mọi người. giúp đỡ mỗi chúng sanh đều lìa khổ được vui. Đây là Phật Bồ Tát. Ngày nay chúng ta cũng chuyên cầu bạch pháp, cầu không được. Cầu bao nhiêu năm vẫn chưa cầu được. Nguyên nhân là gì? Đoạn trước chúng ta chưa làm được. Bất kỳ chúng khổ thiểu dục trì túc không làm được. Từ đó có thể biết phía trước là nhân, câu này là quả. Không có nhân làm gì có quả. Thế nên buông bỏ thực sự quan trọng. Tôi ngày đầu tiên gặp mặt Đại sư Chương Gia, tôi thỉnh giáo với Ngài. Tôi nói với Thầy Phương, giảng cho con về triết học kinh Phật. Còn đối với Phật giáo, hiểu biết cạn cợt. Con tôn trọng Phật Pháp, con rất muốn học tập. Con rất hy vọng con có thể nhanh chóng khế nhập cảnh giới. Trong Phật Pháp có phương pháp này không? Đại sư nghe tôi hỏi về vấn đề này, Ngài không trả lời mà nhìn tôi. Tôi cũng nhìn Ngài, cung kính kính đợi Ngài khai thị. Nhìn như vậy không ngờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Chỉ nói một chữ có. Nói chữ này tinh thần của tôi phấn chấn. Phấn chấn trở lại. Ngài lại không nói chuyện nữa. Dừng 6-7 phút rồi nói 6 chữ. Ngài nói chuyện tốc độ rất chậm, nói từng chữ một. Nhìn cho thấu, buông xuống được. Tôi đây còn nói nhanh, Ngài nói còn chậm rãi hơn tôi. Từng chữ, nói 6 chữ. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi tổng cộng nói chuyện không đến 20 câu, 2 tiếng đồng hồ. Như đang ở trong định vậy. Đây là trong kinh nghiệm học tập của tôi lần đầu tiên gặp được. Tuy lời nói không nhiều, nhưng không có một từ nào là dư thừa. Làm cho quý vị vĩnh viễn sẽ không quên đi ấn tượng sâu sắc này. Tôi thường nghĩ đến tình huống lúc đó. Sau 10 mấy năm tôi mới rõ ràng vì sao Đại sư không trực tiếp nói rõ cho tôi. Phải đợi đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Chúng tôi trẻ tuổi, gọi là tánh tình hời hợt. Tánh tình hời hợt đó gọi là gió thoảng qua tai. Lỗ tai này nghe vào, ra lỗ tai bên kia, không có ấn tượng gì. Nửa tiếng đồng hồ định lại, tinh thần của chúng tôi ngưng tụ lại, đợi chờ Ngài khai thị. Tâm tánh hời hợt đó không còn nữa. Ngài đang đợi. Lúc nào ngươi định lại, tâm trạng ổn định, trong tâm không có tạp niệm, ta mới nói cho ngươi. Ngài nói có, ý niệm của chúng tôi lại khởi lên, lại hưng phấn rồi. Ngài lại không nói nữa. Cách dạy học này thật là cao minh. Nhưng hiện nay không được nữa. Bây giờ người ta hỏi quý vị một vấn đề gì, quý vị nửa tiếng đồng hồ chưa trả lời, người ta bỏ đi hết rồi. Họ không có tâm nhẫn nại này. Tôi coi như cũng khá. Thầy giáo cũng đang thử thách tôi, thử thách đạt chuẩn rồi. Cho nên sau này Đại sư Chương Gia nói với tôi, ông mỗi tuần đến chỗ tôi. Cho nên tôi có những nghi vấn gì khó khăn đều đến thỉnh giáo Ngài. Tôi mỗi tuần đến, Ngài giải đáp cho tôi. Sau này hàng tuần tôi đều đến, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Nếu như Ngài không có việc gì quan trọng, nhất định là 2 tiếng đồng hồ. Cho nên tiến vào được bầu không khí của Ngài. Bây giờ người ta gọi là từ trường. Quý vị cảm thấy thân tâm dễ chịu, một câu cũng không nói. Quý vị cảm nhận được sự hưởng thụ đó. Hưởng thụ khi ngồi cùng Ngài. Từ trường khác rồi, an lành. Tâm tự nhiên an định trở lại. Đại sư năm đó 65 tuổi. Tôi 26 tuổi. Ngài lớn hơn tôi 39 tuổi. Là lớp của tổ phụ tôi. 3 năm sau, Ngài đã viên tịch. 68 tuổi đi rồi. Tôi theo Ngài được 3 năm. Nền tảng tôi học Phật là Ngài đặt nền móng cho tôi. Sau này theo thầy Lý 10 năm. Việc dạy này mới miễn cưỡng hiểu được. Không có 3 năm cơ sở này thì không được. Ba năm theo Đại sư Chương Gia đó là gì? Thực tế mà nói đó là tu định. Mỗi tuần 2 tiếng đồng hồ, tất cả những vọng niệm đều buông bỏ hết. Ba năm tập thành thói quen này, tâm địa dần dần thanh tịnh. Nghe gì mới có thể lãnh hội được ý nghĩa của nó. Nhất định không thể có tập khí hời hợt. Hời hợt đối với việc học tập của chúng ta tạo thành chướng ngại to lớn. Thầy giáo thật sự dùng định công của Ngài, không nói một câu nào, tự nhiên ảnh hưởng đến chúng tôi như vậy. Khiến cho chúng tôi diễn ly được sự nóng nảy. Đây là huệ thí. Lợi là lợi tế, lợi ích cứu tế. Nên nghĩa trong kinh là chuyên cầu vô lậu đại thừa. Pháp thanh tịnh, dùng để phổ thí hữu tình, lợi lạc quần sanh. Đây là niệm lão giải thích ra cho chúng ta hiểu. Đây là đại ý trong kinh. Quan trọng là chữ chuyên, chuyên cầu. Trong Tam Tự Kinh nói giáo chi đạo quý vị chuyên. Nếu quý vị không chuyên cầu, quý vị không đạt được. Cho nên đồng thời không thể học nhiều quá. Chỉ có thể học một môn, một khoa mục. Tôi ở Đài Trung học kinh giáo với thầy Lý. Phương pháp dạy học của thầy Lý chính là chuyên cầu. Quý vị chỉ có thể học một thứ, quý vị không thể học hai thứ. Toàn bộ tinh thần, thời gian, tinh lực đều chuyên chú vào một môn. Một môn này học xong rồi, thầy đồng ý rồi, quý vị có thể học môn thứ hai. Tiêu chuẩn này thầy đồng ý là gì? Là quý vị lên bục giảng bài. Ví dụ tôi học kinh A Di Đà, chuyên nghiên cứu một môn này. Nghe thầy giáo giảng giải, chỉ nghe thầy giáo giảng giải, không được tham khảo chú giải của người khác. Giảng không hay cũng không sao. Tôi có thể tham khảo thêm một chút, không phải là giảng càng tốt hơn sao? Không được. Đây là đạo lý gì vậy? Đây là huấn luyện hàng phục tâm kiêu ngạo của bản thân quý vị, tâm thích cao muốn xa của quý vị, bồi dưỡng đức hạnh của quý vị. Giảng tốt hay không không sao, đức hạnh mới quan trọng. Bởi vì tâm danh lợi, thích cao muốn xa, tâm ngạo mạn sẽ hủy hoại một đời quý vị. Cho nên thầy giáo khổ nhọc dụng tâm. Lúc chúng tôi còn là học trò trẻ tuổi không thể hội được, còn nói gì? Nói thầy độc đoán, không cho chúng tôi tham khảo tư liệu. Sợ chúng tôi giảng hay hơn thầy, chúng tôi toàn nghĩ sai hết. Chúng tôi vĩnh viễn không theo kịp thầy. Cho nên phải trung thực. Quý vị xem, trung thực nghe lời thật làm thì sẽ thành tựu. Không trung thực, không nghe lời, ta còn lén đi tìm tham khảo, xem những thứ khác, đó là bản thân tự hại bản thân. Ngày nay, xã hội này dân chủ tự do cởi mở, không ai có thể khống chế ai, không ai có thể hạn chế được ai. Hoàn toàn từ bản thân quý vị giác ngộ. Bản thân quý vị không thể giữ vững cửa này, cửa trung thực này, cửa nghe lời này, cửa thật làm này, ba cửa này. Ba cửa này nếu quý vị có thể giữ vững, quý vị sẽ thành tựu. Không thành tựu thì thôi, chứ thành tựu chắc chắn vượt qua cả thầy. Vì sao vậy? Cổ nhân nói rất hay: sanh ra từ lam nhưng hơn hẳn lam. Đây là đạo lý chắc chắn vậy. Thầy giáo hoan hỷ học trò vượt qua thầy là thành tựu của thầy. Thầy giáo dạy ra học trò đều không bằng thầy. Thầy giáo này bản thân bản lĩnh thế nào, người ta cũng xem thường họ. Vì sao vậy? Dạy học không dụng tâm, còn giấu nghề, sợ học trò hơn mình. Học trò vượt qua thầy giáo càng nhiều, người ta tán thán thầy giáo càng nhiều. Chắc chắn anh là một người thầy giáo có đức hạnh, có đức hạnh, có phương tiện thiện xảo. Quý vị dạy giỏi, những điều này chúng ta không thể không biết. Thầy giáo thực sự mà nói, ngày xưa yêu cầu học sinh, hiện tại là hy vọng học sinh, cũng không thể nói là yêu cầu. Hy vọng học sinh học thành rồi phải lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, lợi ích nhân quần. Đối với quốc gia, đối với dân tộc, đối với nhân loại, làm ra những cống hiến thật sự. Ngày xưa thầy giáo yêu cầu đối với học sinh, đây gọi là báo Phật ân. Cô phụ hy vọng của thầy giáo là đại bất kính đối với thầy giáo. Thầy giáo không có mong cầu gì đối với quý vị, chỉ hy vọng quý vị học thành rồi, tương lai là cống hiến cho quốc gia xã hội, cống hiến cho nhân loại. Đây là sư đạo. Đoạn dưới đây, chí nguyện vô nguyện. Câu này nói ở đây tốt lắm. Quyện là mệt, là chán, mệt mỏi, chán ghét. Vậy là quý vị không thể tiến bộ thêm nữa. Vô nguyện gọi là chân tinh tấn. Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Đại Sĩ, Thập Đại Nguyện Vương, khái quát ý của nguyện cuối đó là hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, thì lễ cho đến hồi hướng của con mới tận. Nếu như hư không giới cho đến phiền não đều không cùng tận, thì lễ cho đến hồi hướng của con đều không cùng tận. Đây là trong kinh Hoa Nghiêm nói về Phổ Hiền Bồ Tát phát thập đại nguyện. Thập đại nguyện, cuối mỗi một nguyện đều có đoạn kinh văn này, chính là hư không giới tận, chúng sanh giới tận, chúng sanh nghiệp tận, chúng sanh phiền não tận, lễ của con mới tận. Đây là nguyện thứ nhất lệ kinh. Nguyện nguyện đều như vậy. Ý nghĩa sau đó là chúng ta đọc tiếp về nó. Nếu hư không giới cho đến phiền não không có cùng tận, lễ kính của con không có cùng tận, niệm niệm tương tục, không hề gián đoạn, nghiệp thân ngữ ý không hề bì yếm. Từ đây hiển thị ra Phổ Hiền Bồ Tát, bất luận là tự hành hay quá tha, không mệt, không chán. Đại Thừa Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật đạo. Quý vị muốn thành Phật, quý vị sẽ không thể xa rời Phổ Hiền. Phổ Hiền nghĩa là gì? Chính là đoạn trước kinh văn đã nói, chuyên cầu bạch pháp, huệ lợi quần sanh. Đây chính là đại căn đại bản của Phổ Hiền thập nguyện. Thập nguyện chính là hạng mục huệ lợi quần sanh. Mười hạng mục, mỗi một hạng mục đều là huệ lợi quần sanh. Chúng ta phải hiểu. Không thể huệ lợi quần sanh, quý vị học nó để làm gì? Trong thập nguyện, nguyện đầu là lệ kinh. Chúng ta chưa làm được. Học viện chúng tôi tại Đồ Giang Ba 10 năm rồi, chưa làm được. Phải làm như thế nào? Phải bắt tay từ chính bản thân mình. Sáng sớm thức dậy, nhìn thấy bất cứ người nào, cúi người 90 độ để lễ. Nhà Phật là chắp tay chào hỏi 90 độ. Chào buổi sáng. Người xuất gia trong học viện chúng tôi, người người đều làm như vậy. Trong học viện, thời gian ngắn, cư sĩ tu học đều học được rồi. Học được như vậy là phàm là hàng xóm của chúng ta, chúng tôi đến nhìn thấy cũng học được rồi. 10 năm, theo lý mà nói có lẽ toàn thể nhân dân Đồ Giang Ba đều biết được lễ kính. Vậy là hoàn toàn khác đi rồi. Phương pháp này dường như hiện nay tại Nhật Bản vẫn còn có thể nhìn thấy. Quý vị xem, chúng tôi đến Nhật Bản viếng thăm, bất luận gặp người nào họ đều cung kính chào hỏi quý vị. Những nơi khác không còn thấy nữa. Hai tháng gần đây, đồng tu Nhật Bản liên tục gửi thư mời. Hy vọng tôi đến Nhật Bản để giảng kinh. Giảng kinh Vô Lượng Thọ. Giảng tiếp. Tôi nói nhất định phải có mạng Internet. Toàn thế giới đều có thể thu nghe được. Họ đang làm. Nói với tôi, mạng Internet của họ khoảng cuối tháng này có thể hoàn công rồi. Sau khi họ làm hoàn thành, chúng tôi không thể cô phụ họ. Họ đặc biệt làm cho tôi. Nên tôi cũng hy vọng mỗi năm ít nhất phải ở Nhật Bản giảng 2 tháng. Nơi kinh Vô Lượng Thọ có mặt. Trong kinh này nói, đích thực có thể đem lại cho nơi này lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật này, mọi người nếu có cơ hội nghe kinh, nghe giảng, tự nhiên sẽ đoan chánh tâm niệm, sẽ đoạn ác tu thiện, sẽ cải tà quy chánh, nhân tâm đổi trở lại, tai nạn liền hóa giải. Cho nên người ta có thành ý này. Chúng tôi không thể không đi. Đây là một việc tốt. Tu hành, bất luận là pháp thế gian hay pháp xuất thế gian, đều bắt đầu từ lễ kính. Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật. Ở Trung Quốc, quý vị xem lễ ký. Trong lễ ký quý vị mở ra câu đầu tiên là khúc lễ viết vô bất kính. Trong nhà Phật bái sám, nghi thức vừa mở ra câu đầu tiên là nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Vậy là hiểu được rồi. Tu học bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ lễ kính. Chúng ta ngay cả câu này cũng không học được. Vậy là không được. Hiện nay dường như chỉ có giảng đường nhà Phật còn giữ gìn một chút hình thức. Trường học cũng không còn nữa. Trường học thầy giáo đi vào lớp, không còn lễ kính nữa. Như vậy làm sao có thể học được gì? Học trò đối với môn bản thân mình cũng không học nghiêm túc. Nhân tố không nghiêm túc rất nhiều. Tôi cảm thấy nghiêm trọng nhất có lẽ là máy vi tính. Trong máy vi tính, những thứ về trò chơi nhiều quá. Biết bao thiếu niên mê ở trong đó, bị những thứ này ô nhiễm. Đến cuối cùng, bản thân không có năng lực xa rời nó. Máy tính biến thành một bộ phận quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ không thể nào xả ly. Rốt cuộc phải trả giá là gì? Trả giá bằng tính mạng mình. Người trẻ tuổi tự sát. Quý vị nếu như điều tra nguyên nhân của họ, tôi tin rằng máy tính có lẽ xếp vào hàng số 1. Toàn dạy cho người hỏng hết. Nó là giáo dục đấy. Truyền hình, những thứ giải trí này Chúng ta đều phải xem nó là giáo dục xã hội. Dạy những gì? Dạy bạo lực sát tình, dạy sát đạo dâm vọng, dạy tự tư tự lợi, dạy tổn người lợi mình. Nó dạy những thứ này. Đây là khóa mục của nó. Xã hội này làm sao mà không loạn được? Trái đất này làm sao có thể không bị biến hoại? Đều là những thứ này gây ra tai họa. Không thể nào không biết vậy. Trước đây chúng tôi có nói rồi, họ đối với bản thân cũng không biết trân trọng, không thể tự yêu thương. Cho nên họ không yêu thương cha mẹ mình, không yêu thương anh chị em mình. Họ ở trong thế gian này không có tình yêu thương. Họ không thể yêu thương người khác, người khác cũng không thể nào yêu thương họ. Chỉ có mưu lợi. Có lợi ích là bạn bè, không có lợi ích là kẻ thù. Xã hội này sao có thể an ninh được? Nhưng nếu như quý vị hỏi, mọi người đều không muốn nhìn thấy hiện tượng xã hội này. Rất hy vọng hòa hợp, khát vọng hòa hợp. Phải làm thế nào mới có thể hòa hợp được? Nói với chư vị rằng đệ tử Quy có thể đem đến hòa hợp cho chúng ta. Cảm ứng Thiên có thể đem đến hòa hợp cho chúng ta. Thập thiện nghiệp đạo, lục ba la mật, phổ hiền thập đại nguyện dương đều có thể đem đến hòa hợp. Đều phải thật làm mới được. Không thật làm thì không được. Chúng ta thật làm, không những cứu được bản thân, cứu được gia đình mình, cứu được đoàn thể của mình. Cứu xã hội, cứu quốc gia, cứu độ tất cả chúng sanh. Đây chính là huệ lợi quần sanh. Chúng ta học được, làm được rồi. Làm theo tinh thần của Phổ Hiền Bồ Tát. Sự việc này phải dũng mạnh, tinh tấn. Thật sự không có mệt mỏi. Quý vị xem Ngài phát nguyện lớn biết bao. Hư không giới hữu tận, chúng sanh giới hữu tận, chúng sanh nghiệp hữu tận, chúng sanh phiền não hữu tận. Lễ của tôi mới tận. Những thứ này có thể hết được sao? Không thể nào. Không thể nào. Vậy thì lễ kính của tôi sẽ là vô tận, không bao giờ cùng tận. Lễ kính không cùng tận. tán thán không cùng tận. Cúng dường không cùng tận. Sám hối không cùng tận. Quan trọng là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền đích thực là trung thực, nghe lời, thật làm. Thế nên Ngài mới chứng đắc diệu giá quả vị. Bản thân chúng ta phải hiểu được, chúng ta cùng với Phổ Hiền Bồ Tát là đồng một tâm tánh, cùng một tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Vì sao Ngài có thể làm được, ta không thể làm được? Nghĩ xem nguyên nhân ở đâu. Dùng 6 chữ rất phổ thông này, chúng ta vừa phản tỉnh, chúng ta thấy đích thực không trung thực, không nghe lời, không chịu làm. Cho nên Ngài là đẳng giác Bồ Tát, chúng ta là lục đạo phàm phu. Chúng ta không tương đồng, chính là điểm này vậy. Nếu như chúng ta thật sự có thể sửa sai, học trung thực, học nghe lời, học thật làm, chúng ta trong đời này có thể đến địa vị của Bồ Tát Phổ Hiền hay không? Đáp án là điều chắc chắn. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ, cho dù là cõi phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng tương đương với Bồ Tát Phổ Hiền. Vì sao vậy? Trong 48 nguyện, nguyện thứ 20, Phật A Di Đà nói rất hay: phàm là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đều làm A Duy Việt Trí Bồ Tát. Phổ Hiền là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Vậy 10 nguyện của Phổ Hiền quý vị phải thật làm. Đều phải bắt tay từ chính bản thân mình. Không được hy vọng người khác. Trong Phật Pháp đều dạy bản thân chúng ta tự làm, không dạy chúng ta yêu cầu người khác làm. Phật Bồ Tát cũng không yêu cầu, chỉ là khuyên quý vị, không yêu cầu quý vị. Lễ kính thật làm, tán thán cũng thật làm. Tán thán là Như Lai, lễ kính là chư Phật, xưng tán Như Lai. Chư Phật và Như Lai ý nghĩa khác nhau. Phật là từ tướng mà nói, Như Lai là từ trên tánh mà nói. Lễ kính là về tướng, không có phân biệt. Vô bất kính. Thánh hiền phàm phu bình đẳng cung kính. Thậm chí cây cối hoa cỏ, núi sông đại địa, sợi lông mấy trần đều là tâm cung kính bình đẳng. Đây là lễ kính của Bồ Tát Phổ Hiền. Nếu như có phân biệt, có đẳng cấp, thì đó không phải là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền không có tâm phân biệt, cung kính thanh tịnh bình đẳng. Xưng tán cũng như vậy. Xưng tán đổi thành Như Lai, ở đây dùng ý rất sâu sắc. Chỉ xưng tán thiện, không thể xưng tán ác. Tất cả thiện pháp và tự tánh tương ưng. Như Lai là biểu cho tự tánh, thiện pháp tương ưng với tự tánh xưng tán. Trái ngược với thiện pháp thì không thể xưng tán. Tham sân si mạng không phải thiện pháp. Phổ Hiền Bồ Tát không xưng tán. Đây chính là bỏ ác làm thiện. Đối với người tạo ác, có lễ không có tán thán. Đối với người hành thiện, có lễ kính lại có tán thán. Bồ Tát Phổ Hiền làm cho chúng ta thấy là Phổ Hiền Bồ Tát. Thiện tài đồng tử biểu diễn cho chúng ta thấy, nói với chúng ta nên làm như thế nào. Ngài dẫn đầu. Quảng tu cúng dường không có phân biệt. Đây là bình đẳng. Thiện nhân chúng ta phải cúng dường cho họ, ác nhân cũng phải cúng dường họ. Không thể nói ác nhân gặp tai nạn chúng ta không để ý đến họ, không thể được. Quý vị xem, đối với họ có cung kính, có cúng dường, chỉ là không có tán thán. Cúng dường cũng rất cung kính, không có gì sai biệt. Tâm bình đẳng cúng dường, tâm thanh tịnh cúng dường. Họ làm ác là gì của bản thân họ, là phiền não tập khí của họ, không phải là bản tánh của họ. Bổn tánh bổn thiện, chúng ta đối với họ cung kính là cung kính bổn thiện của họ. Tập tánh không cần để ý, không nên để ở trong lòng. Quý vị mới có thể nhìn thấy người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành. Học phải khéo học, phải biết học mới được, có thể đạt được lợi ích lớn. Sám hối hoàn toàn là bản thân, nhất định không phải ở người khác. Sám hối nghiệp chướng của bản thân. Sám nghĩa là phát lộ. Lỗi lầm của tôi đã làm, tôi có thể nói ra được. Đem lỗi lầm của mình nói ra cho mọi người nghe. Xin mọi người tha thứ cho tôi. Hiện tại tôi hồi đầu rồi, biết lỗi liền sửa, sau này không làm nữa. Đó gọi là hối. Cho nên danh từ sám hối này là Phạn ngữ và Trung văn hợp dịch. Sám là dịch âm của tiếng Phạn, hối là chữ Trung Quốc. Chữ hối Trung Quốc này là về sau không làm nữa. Sám là phát lộ, đem những lỗi lầm của mình nói ra, tuyên bố với đại chúng. Trong đây ý nghĩa là cầu đại chúng làm chứng minh. Tôi còn tái phạm lỗi như vậy nữa, mọi người sẽ chỉ trích. Người làm sao lại phạm nữa rồi? Có ý nghĩa này trong đó. Hy vọng mọi người đến giám sát cho tôi, đến giúp họ sửa đổi lỗi lầm. Đây là sám hối. Sau khi sám hối, thứ năm là tùy hỷ công đức. Điều này rất quan trọng. Con người nếu có tâm cống cao ngã mạn, đều có tâm tật đố sân hận. Đây không phải là học mà có, sanh ra đã có rồi. Xem từ đâu? Quý vị xem trẻ con 2-3 tháng, không ai dạy nó. Hai đứa trẻ ở cùng nhau, đều là 2-3 tháng tuổi. Ở giữa quý vị đặt một viên kẹo, quý vị xem hai đứa nhỏ sẽ tranh nhau. Nó sẽ không nhường, hai đứa đều giành. Giành được rồi, quý vị xem thái độ của nó. Đứa không giành được, nó liền khóc ngay. Khóc la ồn ào. Quý vị liền nhìn ra đứa trẻ này tập khí ngạo mạn, tập khí tật đố, tập khí sân hận, đều nhìn thấy hết. Tuyệt đối không phải người ta dạy nó. Đây gọi là câu sanh phiền não. Phiền não này là chướng ngại nghiêm trọng. Đoạn như thế nào? Tùy hỷ công đức liền có thể đoạn. Nhìn thấy điều tốt của người khác, không có tâm tật đố, không có tâm chướng ngại. Tôi tu tùy hỷ, công đức tùy hỷ và công đức của họ là ngang bằng nhau. Chẳng những tôi không chướng ngại họ, tôi còn tận tâm tận lực giúp họ viên mãn. Vì sao vậy? Họ viên mãn là tôi viên mãn. Không có gì khác. Họ là một ngọn đèn, một cây nến thắp sáng rồi. Cây nến của tôi chưa thắp sáng, tôi nhờ ánh sáng của họ để thắp sáng của tôi. Ánh sáng của tôi và ánh sáng của họ giống nhau. Đây gọi là tùy hỷ công đức. Nếu như quý vị có tâm ngạo mạn, không muốn người khác cao hơn mình, có tâm tật đố, nghĩ cách để tổn hại họ, phá hoại họ, nghiệp quý vị tạo đã nặng rồi. Nếu như việc họ làm là việc tốt, hoặc là họ đạt được danh văn lợi dưỡng, là việc của bản thân họ, quý vị phá hoại họ, quý vị chướng ngại họ, đây là tội nhẹ. Vì sao vậy? Quý vị tổn hại chỉ là cá nhân họ. Nếu như họ làm việc là sự nghiệp công ích từ thiện, là lợi ích quảng đại quần chúng, quý vị đi chướng ngại họ, vậy là sự việc này phiền phức lớn rồi. Cớ tội đó là gì? Những người không có được lợi ích này đều kết tội của quý vị. Sự việc này phiền phức rồi. Cứ tội với đại chúng, càng nhiều người Thời gian lợi ích đó càng dài, phiền phức của quý vị càng lớn. Phàm là sự nghiệp lợi ích chúng sanh, quý vị tùy hỷ là công đức lớn. Quý vị phá hoại nó là tội lỗi lớn. Không có cách gì để bù đắp được. Đạo lý này không thể không biết. Không hiểu, quý vị phạm rồi. Không thể nói nó không có tội, vẫn có tội như thường. Sự việc này thật sự là phiền phức lắm. Thánh giáo, Phật Pháp là lợi ích chúng sanh. Văn hóa truyền thống của Thánh Hiền cũng là lợi ích tất cả chúng sanh. Quý vị nếu như chướng ngại nó, nếu như phá hoại nó, trong kinh Phật nói về ví dụ này rất nhiều. Di Lạc Sử Vấn Kinh vừa mở đầu đã có một công án, một câu chuyện. Có hai vị Pháp sư tuổi trẻ giảng kinh, dạy học, giảng rất hay, thính chúng rất nhiều. Pháp duyên thù thắng. Mấy người khác nhìn thấy rồi liền tật đố, chướng ngại họ, rải lời đồn đãi trong thính chúng, nói hai vị Pháp sư này giảng kinh xem ra dường như rất hay, nhưng trên thực tế họ rất khuyết đức, phá giới, phạm trai, làm cho thính chúng sanh ra hiểu lầm, đối với Pháp sư hết tín tâm, đều rời bỏ đi hết. Pháp hội này bị phá hoại rồi. Pháp sư phải chăng thật sự giống như lời họ nói? Không phải vậy, là lời đồn. Tội lỗi này, người đó phải đọa địa ngục thôi. Pháp sư giảng kinh bản thân không bị tổn thương gì. Ai bị tổn hại? Thính chúng. Pháp duyên của thính chúng bị đoạn mất. Sự việc này trong kinh Phật nói, giết người tội nhỏ. Vì sao vậy? Người bị quý vị giết rồi, họ không có tội, họ sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Người giết người có tội, người bị giết không có tội. Họ qua 49 ngày lại đầu thai trở lại nhân gian, họ đổi một thân thể khác mà thôi. Nhưng những sự việc lợi ích chúng sanh này bị quý vị phá hoại rồi, pháp thân huệ mạng của những chúng sanh đó bị đoạn mất. Quý vị phải chịu trách nhiệm. Bởi vì tật đố chướng ngại của quý vị khiến cho rất nhiều chúng sanh không nghe được chánh pháp. Tội nghiệp này đọa địa ngục. Địa ngục ra rồi thì làm súc sanh, trở lại nhân gian, ngu si, không có trí tuệ, bần cùng hạ tiện, quả báo thê thảm biết bao. Hà tất phải đi tật độ. Quý vị nếu như tu tùy hỷ công đức, ủng hộ sự tốt đẹp của họ, vậy thì công đức của quý vị và họ lớn như nhau. Quý vị cũng nghe kinh tán thán Pháp Sư, làm cho thính chúng đối với Pháp Sư càng quá tín tâm. Công đức này lớn lao. Pháp Sư có công đức lớn chừng nào thì công đức của quý vị lớn chừng đó. Hiểu được đạo lý này, gặp được người thiện làm việc thiện phải giúp đỡ họ, người ác làm việc thiện cũng phải giúp đỡ họ. Người ác là việc của bản thân họ, họ làm sự việc tốt này đối với mọi người có lợi ích, chúng ta cũng phải xưng tán, cũng phải giúp đỡ. Cho nên có người tại thế gian không thể không có trí tuệ. Thật sự có trí tuệ đó là người người đều là người tốt, việc việc đều là việc lành. Không có trí tuệ thì khó nói rồi. Người tốt trong mắt quý vị biến thành người xấu. Việc tốt quý vị cho rằng là việc xấu, người xấu quý vị cho rằng là người tốt, việc xấu cho rằng là việc tốt. Vậy là phiền phức lớn rồi. Quả báo sau này không dám nghĩ đến. Cho nên tùy hỷ công đức là người có trí tuệ tu tập, là người có thiện căn, người có phước đức tu vậy. Họ không có tâm tật độ, họ không có tâm ngạo mạn. Họ thật sự có thể giúp người làm việc tốt. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy chúng sanh được lợi ích, không nhìn thấy cá nhân. Họ mới có thể tùy hỷ. Tiếp theo rất quan trọng, thỉnh pháp. Phật pháp rất hay. Quý vị nói xem, tại thế gian tu phước nào lớn nhất? Thỉnh Pháp Sư giảng kinh phước báo lớn nhất. Cho nên người thế gian thông minh tu đại phước báo là thỉnh Pháp Sư đến giảng một bộ kinh. Có sức, một bộ đại kinh giảng mấy tháng. Không có sức, giảng một bộ tiểu kinh 10 ngày, nửa tháng. Phước báo này đều rất lớn rồi. Âm dương đều được lợi. Hiện nay càng thù thắng hơn. Sau khi giảng xong, ghi âm làm thành đĩa CD. Đĩa CD lưu thông không biết lợi ích bao nhiêu người. Nếu như có truyền hình, vệ tinh, có mạng internet quốc tế, phước báo này sẽ rất lớn. Có người thời xưa không có duyên này, muốn tu không được. Hiện tại khoa học phát triển, duyên này thù thắng. Khoa học tuy có mặt trái của nó, nhưng đây là mặt phải. Chúng ta dùng nó để hoằng pháp lợi sanh. Tiếp theo thỉnh Phật trú thế. Đó là chánh pháp cựu trú. Đây là thỉnh ai? Thỉnh bản thân. Thỉnh người khác không nhờ được, phải thỉnh bản thân. Bản thân thật sự phát tâm. Ba cái gốc này đức hạnh cấm cho vững. Sau đó nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu, học kinh giáo cho tốt. Đạo tràng giảng kinh dạy học, khôi phục Phật đà giáo dục. Tùng Lâm ngày xưa là phân tòa giảng kinh, Đó chính là gì? Khai rất nhiều lớp học khác nhau. Có Pháp Sư đang hướng dẫn, cũng giống như ở trường học vậy. Có rất nhiều phòng học, giảng đường, quy mô rất lớn. Chùa chiền quy mô nhỏ, cũng giống như trường học chuyên khoa. Tôi chỉ có một phòng dạy học, chỉ có một môn học. Đây là chuyên khoa. Khôi phục Phật giáo truyền thống của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị xem ý nghĩa này rất lớn. Hết giờ rồi. Đoạn này vẫn chưa giảng hết. Tiết học sau chúng tôi sẽ giảng tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.